Đức Thánh Cha trong niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh kêu gọi trả tự do cho linh mục Tom O'Malley. Khoảng 100 người chết vì bắn pháo hoa cháy một khu đền thờ ở Ấn Độ, Đức Giáo Hoàng chưa buồn. Cuộc họp báo công bố tông huấn sau Thượng Hội đồng của Đức Francisco. Đức Thánh Cha trong niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh kêu gọi trả tự do cho linh mục Tom O'Malley. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi trả tự do cho linh mục Tom O'Malley, dòng Don Bosco, bị bắt cóc ngày 4 tháng 3 ở Aden, Yemen, cũng như tất cả những ai bị bắt bớ ở khu vực xung đột. Trước 50.000 tín hữu Roma và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chia sẻ, tin mừng hôm nay thuật lại Đức Giêsu hiện ra lần thứ ba với các môn đệ bên bờ hồ Galilee và mẻ cá lạ lùng. Trình thuật tin mừng mô tả cuộc sống hàng ngày của các môn đệ. Họ đã trở về quê quán, về với công việc đánh cá sau những ngày buồn thảm trong cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Thật khó cho các ông hiểu được những biến cố vừa qua. Trong khi tất cả dường như đã đặt dấu chấm hết, thì Đức Giêsu một lần nữa tìm các môn đệ của mình. Lần này, Ngài gặp các ông ở bờ biển hồ. Các ông đã phải trải qua một đêm vất vả trên thuyền, nhưng không bắt được gì. Đức Thánh Cha nói, lưới của các môn đệ trống không, trong một ý nghĩa nào đó, giống như kinh nghiệm của các ông với Thầy Giêsu. Họ đã nhận ra quyền năng nơi Đức Giêsu để rồi bỏ mọi sự mà theo Người, tràn đầy hăng say và hy vọng. Nhưng giờ đây thì sao? Các môn đệ đã gặp Chúa phục sinh, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ, Chúa đã đi rồi, Ngài đã bỏ chúng ta mất rồi. Đối với các ông, Chúa thật giống như một giấc mơ. Trong ánh bình minh phía chân trời, Chúa đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra Người. Trước sự mệt mỏi chán chường của họ, Chúa nói, cứ thả lưới bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông nghe theo lời Người, và đã có mẻ cá dư đầy. Ngay giờ phút ấy, John quay sang nói với Phêrô là Chúa đó. Nghe xong, Phêrô lập tức nhảy xuống biển, bơi vào bờ, đến bên Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha tiếp tục, chính câu nói là Chúa đó, chứa đựng mọi nhiệt huyết của niềm tin phục sinh, tràn đầy niềm vui và ngỡ ngàng, hoàn toàn đối lập với những mất mát đau thương, bất lực đang chất chứa trong tâm hồn các môn đệ. Sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh biến đổi tất cả. Ánh sáng đã đẩy lùi bóng tối, lao công tưởng chừng vô ích lại được thành quả, trổ sinh hoa trái. Sự mệt mỏi chán chường, cảm giác bị bỏ rơi phải nhường chỗ cho niềm thôi thúc mới và sắc tín rằng Đức Giêsu đang ở cùng chúng ta. Từ đó, tâm tình ấy không ngừng thôi thúc giáo hội, thôi thúc cộng đoàn Chúa phục sinh. Vị giám mục Roma cho biết, thật nhìn có thể cho rằng những tối tăm của sự giữ, bao vất vả trong đời sống đang chiếm ưu thế, nhưng giáo hội luôn sắc tín, chính ánh sáng Chúa phục sinh dẫn lối cho những kẻ theo Người. Lời loan báo phục sinh khơi lên nơi tâm hồn người tín hữu, niềm vui sâu xa và ánh lửa hy vọng không bao giờ dập tắt. Đức Kitô thực sự đã phục sinh và ngày hôm nay giáo hội không ngừng ca vang niềm vui ấy. Niềm vui và hy vọng vẫn tuôn chảy trên những con tim, trên từng khuôn mặt, từng lời nói, cử chỉ. Chúng ta hãy mang ánh sáng Chúa phục sinh chiếu rọi đến hết mọi người, dấu chỉ quyền năng xót thương của Ngài. Xin Thiên Chúa biến đổi nơi chúng ta đức tin phục sinh. Xin Ngài giúp chúng ta ý thức hoàn thành sứ mạng ra đi rao giảng tin mừng và phục vụ anh chị em. Xin Chúa đổ đầy tâm hồn chúng ta thần khí với lời truyền cầu của Mẹ Maria cùng toàn thể giáo hội. Chúng ta loan truyền tình yêu vô biên và lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Đức Thánh Cha nói thêm, trong niềm hy vọng vào Chúa phục sinh, tôi tái kêu gọi trả tự do cho những ai bị bắt bớ trong các khu vực vũ trang. Tôi tha thiết kêu gọi và cầu nguyện cách đặc biệt cho linh mục Tom O'Malley, dòng Don Bosco, Ấn Độ, bị bắt ngày 4 tháng 3 ở Aden, Yemen. Hôm nay cũng là ngày quốc gia cho Đại học Công giáo Thánh Tâm với chủ đề Tôi sẽ đồng hành cùng nước Ý của ngày mai. Tôi cũng hy vọng Đại học Công giáo Thánh Tâm tiếp tục vai trò phục vụ giới trẻ Ý, tiếp tục canh tân sứ mạng giáo dục,
không ngừng nâng cao đáp ứng nhu cầu hiện đại. Khoảng 100 người chết vì bắn pháo hoa cháy một khu đền thờ ở Ấn Độ, Đức Giáo Hoàng chia buồn. Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi một thông điệp chia buồn tới các thân nhân của những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn pháo hoa vào Chủ nhật 10 tháng 4 ở bang Kerala, Ấn Độ. Ít nhất 100 người đã chết và hàng trăm người khác bị thương ở sự kiện lễ hội năm mới Hindu của địa phương. Chia sẻ trong bức điện thư chia buồn và được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Pasolini, Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đã rất thương tâm khi nghe biết về vụ cháy khu phức hợp đền thờ Buttungan ở Baravo, Kerala. Reuters cho biết, trước buổi cử hành lễ hội năm mới Hindu, khi màn trình diễn pháo hoa bắt đầu, một đầu pháo hoa đã đáp trúng phòng kho có dự trữ phần còn lại của pháo hoa và đã châm ngòi cho một loạt vụ nổ ngay sau đó. Các vụ nổ đã khiến cho tòa nhà, đền thờ bị sụp đổ. Nguyên nhân của hơn 300 người bị chấn thương và 100 người chết, theo thông tấn BBC. Reuters cho biết, hàng ngàn người đã tụ tập tại khu đền thờ để tham dự buổi trình diễn pháo hoa được bắt đầu vào lúc nửa đêm và kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Điện thư kết thúc với lời cầu nguyện cho tất cả những người đang bị ảnh hưởng của thảm kịch và cho những nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng cầu mong cho đất nước Ấn Độ được bình an và sức mạnh. Cuộc họp báo công bố tông huấn sau Thượng Hội đồng của Đức Francisco. Hôm 8 tháng 4 vừa qua, Vatican đã tổ chức cuộc họp báo ra mắt tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco sau hai cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình thường niên và ngoại thường. Rome Report cho biết, căn phòng họp báo đã được lấp đầy với sự hiếu kỳ muốn biết về những ý tưởng trong tông huấn Amoris Laetitia, tiếng Latin có nghĩa là niềm vui yêu thương, là kết quả sau hai kỳ Thượng Hội đồng gần nhất. Đức Thánh Cha đã viết một tài liệu vượt qua bên cạnh những cuộc tranh luận khác nhau về tính không tương thích giữa giáo lý và lòng thương xót. Tại phòng báo chí tòa thánh, bốn đại biểu chủ tọa buổi công bố tông huấn là Đức Hồng Y Lorenzo Banisteri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Hồng Y Christoph Scobon, Tổng Giám mục Giáo phận Vienna và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, và hai vợ chồng giáo sư, ông Francesco Maiano, giáo sư triết học luân lý tại Đại học Tor Vergata Roma, và bà Giuseppina De Simone Maiano, giáo sư triết phân khoa thần học Nam Italia ở Napoli. Theo Vatican Radio, tông huấn đưa ra những khẳng định giáo huấn của giáo hội về những gia đình ổn định là những khối xây dựng một xã hội lành mạnh và là nơi mà trẻ em học cách yêu thương, tôn trọng và tương tác với người khác. Nhưng cũng đồng thời, văn bản cảnh báo chống lại những trào lưu ý tưởng hiện nay là những thách thức mà đời sống gia đình phải đối mặt, mời gọi người công giáo để ý quan tâm đối với những người không sống theo giáo huấn của giáo hội hơn là lên án. Đức Hồng Y Scobon nói, đối với tôi, tài liệu này thực sự mới lạ nhưng không đoạn tuyệt. Còn Hồng Y Lorenzo Banisteri thì nói, không ai có thể bị lên án mãi mãi, bởi vì điều đó không phải là sự logic của tin mừng. Họ nhận xét rằng sự phát triển lớn nhất của tài liệu xuất phát từ khái niệm sáng suốt. Mỗi câu hỏi của lương tâm nên được giải quyết riêng với linh mục, đặc biệt là những trường hợp nhạy cảm nhất, chẳng hạn như những người đã ly dị lại tái hôn. Hồng Y Banisteri nói, sự sáng suốt có thể được phát hiện thông qua cuộc đối thoại với linh mục. Tuy nhiên, Ngài cũng chú ý, trên tất cả, Amoris Laetitia là một lời mời để chấp nhận hôn nhân như kế hoạch ước mong đối với con người, chứ không phải là gánh nặng để mang suốt cuộc đời. Đức Hồng Y Scobon nói, chúng ta được mời gọi để nói lên tiếng nói lương tâm, chứ không phải thay thế chúng. Bên cạnh đó, tông huấn không có cách thức kiểu mẫu chung nào. Tuy nhiên, mỗi tình huống phải được xem xét và không thể bị chuyển đổi bởi những nguyên tắc chung.